Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít Thái cập nhật ngày 4 tháng 10 2024. Giá mít đi ngang tại khu vực Tiền Giang mít nhất 45, mít nhì 25. Kem nhất giá 35, kem nhì 25. Kem 3 có giá 12.000. Giá mít chợ là 6.000 đồng. Đồng Tháp, An Giang và Long An mít nhất 44, mít nhì 24. Kem nhất 34, kem nhì 24, kem 3 11. Mít chợ 5-6.000. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và Kiên Giang mít nhất 43, mít nhì 23. Kem nhất 33, kem nhì 23, kem 3 10.000 và mít chợ 5.000. Ở Vĩnh Long và Trà Vinh mít nhất 43, mít nhì 23. Kem nhất 33, kem nhì 23, kem 3 10.000 và mít chợ 5.000. Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Thuận mít nhất giá 26, mít nhì 14 và mít chợ 4.000. Tây Ninh, Bình Phước,